xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục đến với kênh Cao Trung Audio Bắc Giang với video tiếp theo. Em giới thiệu với toàn thể các bác, bên em lại tiếp tục về được những cái sản phẩm của dòng loa DK King của hàng của Anh Quốc nhé các bác nhé. Với hàng DK King KH12 này thì nó rất nhiều đời. Với lô hàng của em lần này về thì nó có hai đời. Thứ nhất là đời từ trắng thì là nó sẽ khác nhau để và từ đen. Với video này thì em sẽ giới thiệu với toàn thể các bác là em làm nội tạng của sản phẩm DK King KH12 dòng từ trắng để gửi cho đến một bác khách, bác ở Long An. Bác cũng đã đặt bên em một cặp loa DK King. DK King logo này là chữ nó nhỏ hơn. Với những dòng loa DK King từ đen thì là cái dòng DK là nó chữ DK nó nhìn hơn một chút. Với sản phẩm loa DK King đây, em đã tháo sẵn ra. Tháo sẵn ra thì mời bác khách, bác cũng đã tin tưởng đặt bên em một đôi loa này. Em giới thiệu chi tiết nội tạng cho bác và toàn thể các bác được thưởng thức về nội tạng của sản phẩm loa DK King. Dòng từ trắng nhé các bác nhé. Đây ạ, từ trắng rất đẹp nhé. Đây có mã là DK1238 và Made in Anh nhé. Đây là sản phẩm đến từ Anh Quốc. Và với chiếc tép leo, với sản phẩm đặc trưng của dòng tép leo của dòng DK King thì nó được cấu tạo rất chi tiết và rất tinh xảo nhé. Với dòng tép leo thì tiếng nó rất sáng và rất bay tiếng nhé. Đây là họng tép, đây là phần cụ từ của phần bát, rất khôn và rất chi tiết nhé. Với lớp cổ côn của dòng loa DK King dòng từ trắng này thì là nó cổ côn nó làm cách ra một chút, cũng rất khôn nhé. Với lớp nhện thì đặc trưng của sản phẩm DK thì là màu lâu cánh rán một chút. Với phần dâu dẫn ra phân tần thì nó được bọc một lớp cao su chống rung đứt. Để các bác dùng công suất lớn thì nó sẽ không bị rung đứt những dâu loa. Và phần màng loa của dòng loa này, đây ạ. Với sản phẩm màng loa thì nó rất khôn nhé, màu nó vẫn còn rất mới, màu nó xanh nhé. Đây ạ, rất đẹp nhé. Với lớp gân thì gân được dưỡng những lớp dưỡng để bền lớp gân và để đánh âm thanh nó không bị tạp âm, rất chắc chắn, rất khôn nhé. Và em giới thiệu về phần tần của dòng loa này thì nó rất khủng. Phần tần của dòng loa DK King thì những quận cản phần bát thì đều được in logo của DK King Audio, hàng xịn của Anh Quốc nhé các bác nhé. Với những cái lớp tụ, những con tụ trắng tinh nhá, hàng của hãng thì nó rất khôn và rất chi tiết nhá. Đây là quận cản phần tép này, quận cản chập phần tép này, đây là phần tép nữa. Nói chung rất nhiều những cái linh kiện này trở sứ và cả những phần bóng phần tép này, nó rất khôn nên là những cái mã phân tần này rất khủng nha các bác nhé, hơn một gang tay, quá chi tiết và rất khôn. Và phần bông tiêu âm nó là bông giòn nhé. Bông này thì được bọc kín ghim chắc vào thùng, vẫn còn rất trắng, rất mới nhé. Và với sản phẩm DK King này thì nó có giá vào khoảng 9 triệu nha các bác nhé. Các bác có nhu cầu thì về sản phẩm DK King này thì các bác hãy alo cho Cao Trung qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39, bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên mọi miền tổ quốc. Dòng DK King thì nó có rất nhiều mã nha các bác nhé. Đây là sản phẩm mã bên em về, sản phẩm như này bên em về không được nhiều đâu, số lượng chỉ có khoảng 7-8 đôi thôi.
Các bác muốn sở hữu những sản phẩm này, các bác hãy nhanh tay alo cho em. Và bên cạnh kia là những đây là logo, logo DK nó to hơn tí, thì là nó là sản phẩm sở hữu từ đen. Để video sau thì em sẽ giới thiệu những sản phẩm của dòng DK King từ đen. Nó có rất nhiều đời, nên là các bác có nhu cầu về sản phẩm DK King thì các bác cứ alo cho em. Vâng, em cũng xin phép dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.